chào mọi người, hôm nay chúng ta đến tỉnh xá Ngọc Tòng, nằm tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Nơi đây nhiều người biết đến với những thắng cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời, biển xanh, cát trắng xóa và hàng dừa nghiêng bóng trên bãi biển trải đầy ánh nắng của vùng duyên hải. Tịnh xá Ngọc Tòng, tổ đình Nam Trung, là ngôi tổ đình trung tâm của giáo đoàn ba hệ phái Khất Sĩ. Đấy cũng là một địa điểm danh lam thắng cảnh của thành phố Nha Trang. Tịnh xá được tiến hành khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 6 năm 1966 do trưởng lão Giác An khai sơn. Ngài là người Nam Bộ, ở tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tịnh xá là tên chung của một quần thể bản vẽ xây dựng bao gồm tổ đình Nam Trung, tịnh xá Ngọc Tòng và tịnh độ Ni Giới, nằm ở khu Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dọc theo quốc lộ 01, cách trung tâm thành phố 9 km. Tịnh xá thuộc hệ phái Khất Sĩ. Tịnh xá do Ngài Giác An, trưởng giáo đoàn ba hệ phái Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam sáng lập vào tầm thời hạn 1965, trên một khu đất rộng 50m, dài 200m. Chính giữa là tổ đình Nam Trung, thờ tổ sư Minh Đăng Quang. Hướng về phía bắc là tịnh xá Ngọc Tòng, bản vẽ xây dựng theo mô hình bát giác cổ truyền của hệ phái. Phía nam là tịnh độ Ni Giới, bản vẽ xây dựng như một niệm Phật đường dành riêng cho ni chúng tu học. Tịnh xá đã được trưởng lão Giác Phải và trụ trì Giác Phùng tổ chức trùng tu vào các năm 1992 đến 1994. Thượng tọa trụ trì Giác Phùng giờ đây đã trùng tu tịnh xá thành ngôi tự viện khang trang. Tịnh xá là chỗ đứng công sở của giáo đoàn ba Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam. Tịnh xá Ngọc Tòng từ khi xây dựng cho đến thời điểm bây giờ tiếp tục đột phá, nâng tầm phát triển. Năm 1969 đến năm 1970, Thượng tọa Giác Liên kiến lập tịnh độ Ni Giới. Tiếp sau đó, Thượng tọa Giác Sự khai khẩn, mở rộng thêm đất phía sau tịnh xá. Khu vực phía bên dưới chân núi Hoàng Vũ nên diện tích hiện giờ rộng hơn 10.000 mét vuông. Năm 1971,
trưởng lão giác phải thừa hưởng đức thầy giác an, làm trưởng giáo đoàn, đã cùng thượng tọa giác lượng xây dựng bảo tháp tưởng niệm đức thầy. Bảo tháp kiến tạo theo loại hình bát giác 7 tầng, đường kính 4 mét, cao 9 mét. Kể từ năm 1975, chư tôn đức trong giáo đoàn đã bổ nhiệm thượng tọa giác phùng về trụ trì tịnh xá Ngọc Tòng để không thay đổi và đột phá nâng tầm phát triển Phật Pháp vùng này. Năm 1990, thượng tọa thành lập tổ đình Nam Trung dài 20 mét và rộng 15 mét, cổ lầu. Năm 1991, xây dựng bảo điện tôn trí tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cao 3 mét và đúc tại Đại Hồng Trung, cao 1m50, đường kính 1m20, nặng 1 tấn. Năm 1994, trùng tu chánh điện tịnh xá. Năm 2000, thượng tọa xây dựng thêm nhà tăng 2 tầng dài 20 mét và rộng 8 mét. Năm 2001, hai tháp tròn cao 3 mét được thành lập để tưởng niệm cố Đại Đức Giác Xuân và Đại Đức Giác Nên. Ngoài ra, thượng tọa còn xây dựng thêm nhiều công trình xây dựng phụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tổ đình. Đồng thời, tạo cảnh quan nghiêm túc và nghiêm túc nơi đặt A Lan Nhã cũng giống như đóng góp phần xương minh đạo pháp xứng thuận với tông chỉ của tổ thầy. Nãy giờ chúng ta cũng tham quan xong tịnh xá Ngọc Tòng. Chương trình video kết thúc tại đây. Xin chào mọi người, hẹn lại video tiếp theo.